Chào tất cả các bác và anh em, hiện tại hai anh em chúng tôi đang có mặt tại số 94 đường Thượng Thanh để lắp cho bác Lập một bộ cấu hình combo gồm một đôi loa full VA 12 Pro, một cục đẩy liền vang X23 Pro và một bộ mic VK321. Các bác cùng chờ đón sự phối ghép của đôi loa VA 12 Pro tại nhà không gian nhà bác Lộc nha. Xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hiện tại thì anh em Hoàng Long đã setup xong cái bộ dàn combo cho chú Lộc tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Đây là bộ dàn combo của chú Lộc là gồm một đôi VA 12 đỏ kết hợp với đôi loa VA 12 đỏ là một chiếc X23 Pro và một chiếc mic 321. Chỉ cần có 3 thiết bị này thôi. Em đã vừa xem xong tại cái không gian nhà chú Lộc. Xin mời các bác và anh em thưởng thức cái chất âm. Vừa rồi các bác đã được thưởng thức cái chất âm của bộ dàn combo tại cái không gian của nhà chú Lộc. Bây giờ anh em sẽ test cái tiếng micro để các bác và anh em cùng thưởng thức. Hà Nội mùa này vẫn những cơn mưa, cái rèm đầu đông khăn bay hiu hiu gió lạnh. Chú thấy cái bộ này kê ở trong cái không gian nhà mình thì chú thấy thế nào chú? Thật đẹp không ạ? Vừa nãy chú nghe thử ở cửa hàng rồi nhỉ? Ừ. Nhưng chắc là không hay bằng cái mang về nhà chú. Hả? Mang về nhà chú nghe hay hơn. Ừ, chú nó rộng hơn phòng của cháu. Vâng, với cả cái âm thanh nó... Rộng. Thì hầu như nó mang về không gian của nhà khách. Chú là chú xem Hoàng Long của cháu à? Hay là anh xem? Đây, đây, đây. À thế à? À, công nghệ thông tin này mới biết. À. Chú rồi anh nhà anh chắc cũng không ở đây nhỉ? Có ở đây. À ngay đây luôn à? Phòng lên. À. Anh xem bên em đâu chưa anh? Không, anh xem anh tìm trên mạng thấy anh mới tìm. Nghĩa là vô tình thôi đúng không? Cái nhu cầu mua âm thanh ấy là tìm ra luôn Hoàng Long anh. Đấy ở gần. Vâng. Thế là bây giờ mới bị nhà chú mới ở đây được 6 năm. 6 năm ạ. Anh từ trên về xem. Vâng. Ok anh. Nhà... Trước là nhà mình bán cái hàng gì sao hả chú? Hả? Trước nhà mình bán nước hả chú? À không, chú thiết kế cho nó đẹp. À nhà. Bán hàng thiết kế nhà mình dùng cơ. Vâng. Kiếm gần cầu thang. Bán gì đây? Chú cho cháu hỏi chút là khi mà chú đến cửa hàng của Hoàng Long trải nghiệm với cái chất âm ấy
Bia à, chú thấy cái cách phục vụ của anh em Hoàng Long như nào chú? Rồi, các anh phục vụ là nhiệt tình, chú đáo. Vâng. Quảng cáo từ quanh cháu cũng có tác dụng tốt. Vâng. Thế là ở gần đây mà bây giờ mới biết đến Hoàng Long đấy, đúng không ạ? Thực ra như các chú thì cũng không hiểu lắm, không nghiên cứu. Vâng. Các anh thanh niên người ta nghiên cứu. Khi có nhu cầu thì mới nghiên cứu, chứ không có nhu cầu thì cũng không có thời gian. Vâng ạ. Các anh cũng đang đi làm, bận rộn nhiều. Khi đã có nhu cầu là anh đi tìm chỗ mua thì anh đi tìm thôi. Sau khi tìm hiểu ở trên mạng ấy, thì anh tìm đến Hoàng Long ấy, thì anh khi mà anh em Hoàng Long bàn giao cho anh xong cái bộ này thì anh ấy anh đánh giá như nào về về chất lượng cũng như là hình thức anh ấy. Có đúng ý của anh tìm không anh? Thì cơ bản thì nó cũng thỏa mãn nhu cầu của bố mẹ. Vâng. Thấy ok. Vâng ạ. Các nhu cầu cũng không cần triệu, nhiều lắm à, như này là không gian này chỉ là 30 triệu. Đúng rồi, chỉ cần 3 thiết bị thôi ạ, loa và đẩy và mic là chúng ta đã sở hữu được một cái bộ dàn vừa hát vừa nghe nhạc và trưng bày rất thì đẹp rồi. Đúng. Đúng. Thay mặt công ty thì cháu cảm ơn bác, em cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ hàng cho bên em. Không là có cái gì trục trặc thì bác gọi cho cháu vào. Bác cứ gọi bác gọi vào số điện thoại cho cháu thì anh em nó sẽ hỗ trợ bác đúng.